cá nha. Nó gỉ, nó gỉ, nó chạy không? Rồi cá nha. Nó gỉ ra, rồi 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 cá này đây. Không lao. Bảo đảm luôn á. Trời ơi. Cầu cá ngát và cá bông lao nha anh em. Tục cho câu cá ngát và cá bông lao. Em ngát à, giờ có cá ở ngoài nữa ngát à. Đây là chuẩn bị, bánh em mình chuẩn bị là đánh giác câu thứ hai nha. Tại vì giác câu thứ nhất đã mấy anh em thắt rồi, bây giờ vẫn là giác câu thứ hai, có thể mình gỡ gạt rồi thì mình chắc hy vọng là con sẽ có ngon hơn. Hy vọng là sẽ trúng hơn lần trước hả? Đây đây, mình con cá đầu tiên. Cá ngát nha. Con cá đầu tiên cá ngát. Cắn lưỡi là mình cắn dây luôn chứ không là không bao giờ nữa tại vì không kịp. Vì nước chuẩn bị lớn rồi nên mình cắn dây luôn chứ không có còn là gõ nữa. Con ngát nó bự hơn mình đó các bạn ơi, nó già hơn mình luôn anh em ơi. Mấy phút rồi? 2 phút rồi nè. Em nói có cá là anh bắp lên liền. Trời ơi, đủ cá măng lết anh em ơi. Cá gì bắp là cái gì vậy? Cá măng lết. Con ngát nữa trời ơi. Tao về bông lao rồi gì á? Mở mở ấy lên, mở đèn lát lên. Mở. Có phèn. Có phèn hả? Trời ơi, nó lội giống cái bông lao chết mẹ. Có phèn mà tưởng bông lao. Ừ, nó lội giống giống. Có phèn bự lên nè. Trời ơi, nó bự kìa. Ngon. Ôi, đúng quá này nha. Rồi rồi. Ngon ghê, cái thịt. Đủ má. Phèn nữa, trời có phèn ngon vậy. Trời có phèn nhiều dữ nữa. Trời. Quá tài có phèn luôn em ơi. Cái gì đây? Cái gì đây? Trời có phèn nữa con vậy. Quá trời có phèn luôn. Có tài. Cái gì đây? Cá gì đây? Có phèn nữa. Trời ơi, cá này bự vậy. Trời ơi, bự rồi. Thấy ham không? Cá bự hết nè anh em. Như bạn chim cú á. Cú mèo. Ai vô? Cá lăng. Ngon vậy. Trời ơi nó bự kìa, ngon. Trời ơi cá lăng. Cá bằng hết nó mở cực dữ luôn. Miệng cứng nha. Bệnh cho quay. Cá bằng hết nữa. Trời ơi, đủ mẹ nhiều như trời con này. Cá nướng ngon lắm á. Trời ơi, cá đó mà đem chiếc lục xả không thôi. Ôi xưa. Tóm giờ hàng nhiều quá nha. Nay mình không chúng có con lao, mình chúng có hàng rồi mấy bạn ơi. Đêm nay mình đi chúng có hàng nhiều rồi anh em ơi. Cá ngát anh em ơi.
Rồi khúc nó bự anh em ơi. Rồi. Hết thân cái út luôn. Cá nha anh Thắng. Nó gỉ nó chạy ra. Rồi cá nha. Nó gỉ ra. Rồi cá này đây. Không lao, không lao. Trời ơi. Vô. Anh em mình đúng rồi. Bội đâu rồi. Quá trời. Hết thằng đã luôn. Vô rồi. Bội thu. Nhảy ra anh. Cuối cùng rồi anh em mình cũng đạt được đích rồi. Tới. Ô, chúc mừng. Chúc mừng nghe. Chúc mừng anh em ơi, bữa nay chiếc cá quá đã. Ôi. Thấy đảo là tao ghê lắm. Ba cậu hộ nghe. Cá mỡ hết đây. Đây là con chim cú á. Chim cú biển các bạn ơi. Ôi. Để chú hai nói chuyện đâu ta. Kèm đem lên đó gọi anh ơi. Bẻ lửa câu bỏ đâu không biết nữa. Quay cái bao luôn. Thôi. Quay cái bao luôn. Mình khuyến cáo bà con anh em mình nên giữ vệ sinh chung đi chứ giờ xong ô nhiễm lắm luôn rồi đó. Bao với bọc rác nhiều quá trời luôn rồi. Nói vô đây. Cá cái quay cho dài khúc vậy. Trôi khúc quay thêm mấy khúc anh chụp cái hùng đó. Quay luôn đang quay với anh luôn nè, giờ cho nó vui nè. Đưa đâu chút đi. Đây là anh bắt tài nè, anh đó đó, anh đang đi chuyển lại anh đó, anh bắt tài. Lại quay cá nữa rồi. Đó. Lại quay cá rồi. Mình đi đang đi thôi chút xíu quay lại đi, quay. Ngát hả? Ngát nhỏ. Ngát anh em ơi. Rồi cái ngát nó đen cả trời. Nó đen rồi. Hả? Giờ anh muốn hay là không muốn? Có hàng. Rồi hàng bự. Đây. Rồi có hàng. Rồi ngát nữa ông nội ơi. Quá trời cá ngát rồi, đột sớm giờ mười mấy con rồi. Đây thì thiên bắt giới là nhiều quá vậy ta. Mở đèn chờ lát lên. Tiếp tục thăm nữa anh em ơi, nãy đứt câu tưởng mất, ai về còn. Nãy đứt câu tưởng gà không được, ai về còn. Tiếp tục thăm tiếp. Ôi cá ngát. Để nó đi. Rồi có cá ngát rồi. Còn kiếm ăn được. Má tưởng mất đường câu này không à. Còn có lý. Tương lai còn cá lớn nghe. Từ. Em biết hên xui. Còn quay không? Còn nha, đang quay à. Thôi tắt đi. Quay cho nó đủ 10 phút. Chuẩn bị hết chưa? Chuẩn bị hết rồi. Chuẩn bị hết câu rồi. Cái này dở quá đâu, thức này không có cái con luôn ta. Những đường câu cuối cùng. Còn những lưỡi cuối cùng nha anh em. Quá trời gác anh em ơi, mốc mình đừng xả ở đây nữa.
khuyến cáo dân Việt Nam mình nên hạn chế sử dụng rác thải nhiều quá luôn rồi, xong bây giờ xong làm luôn mà còn bị rác thế này nè, một sự ô nhiễm rất là tệ hại luôn đó. Gần hết rồi. Tới rồi. Tới khúc cuối rồi. Chiếc cốc nó bực cái kéo lên cá hôm nào này nè. Ừ. Cái khúc cuối này nó ưa có vụ vớt giác. Rồi rồi gác. Dạ. Thấy không? Thấy không? Thấy gác không? Bà con anh em mình thấy gác không? Quá tệ gác. Trời ơi, một sự tệ hại của Việt Nam mình luôn đấy. Con sông mầm luôn lớn cỡ nào mà mấy bạn ở đây mình thấy không, gác rất là tệ hại lắm luôn á. Cá nữa anh em ơi, con cá phèn nha, cá phèn chắc cuối cùng của đường câu luôn á. Mười hai phút rồi. Hết rồi. Rồi anh em ơi, chia tay hết rồi anh em ơi. Bye bye nghe. Mốt bay cho. Bye bye. Cho anh coi cái mú gà, gà nãy ngay đâu ạ? Đây cá nè anh em ơi. Quá đã. Khổng lồ, khổng lồ. Khổng lồ anh em ơi. U đã xém nhảy gà. Cái đứa này, dạ cái đứa này gọi anh hai. Trời. Gà nãy ngày mình xẻo á. Xẻo rồi. Đúng rồi, xẻo á. Đúng rồi. Bỏ cao đây đi, bán qua cái. Bỏ cao gà ở đây hả?